Rồi, ok, tiếp tục mình sẽ Cambridge B1 Preliminary 1 xuất bản năm 2020 nha các bạn. Test 3 Reading Part 1 Question 1 to 5. Đối với dạng câu hỏi từ 1 tới 5 này, này, bên trái nó có mẫu thông tin, bên phải mình sẽ có ABC, mình match chính là với nhau ha. Và các bạn nhiều khi á mình hay bị sai cái này do sơ suất, cho nên là các bạn khi mà chọn đáp án đúng rồi nhớ kiểm tra lại tại sao mình loại đáp án sai ha. Rồi ở đây mình có một cái điện thoại thần thánh Ali gửi cho Chara. Really sorry, I have to work late tonight so can't cook dinner after all. I know you are busy and your brother coming round. Could you order a takeaway? I eat at work, Ali. Ali viết cho Chara. Thật sự lấy làm tiếc ha, tôi phải làm việc trễ tối nay cho nên tôi không thể nấu ăn tối được. Và tôi biết là bạn cũng sẽ rất là bận bởi vì anh trai của bạn ghé thăm. Bạn có thể order là đặt cái đồ ăn mà take away là mang về không? Rồi I eat at work, tôi ăn ở tại chỗ làm. Như vậy Chara thì nên làm gì? Chara là cái người nhận cái này ha các bạn. Thì nên đáp án của mình sẽ là B ha, have dinner without Ali. Ok, tại sao? Thì khi mà các bạn chọn được cái đáp án này, could you order a takeaway, thì nó tương đương với bên đây thì bạn sẽ kiểm tra lại câu A. Tại sao mình loại A nè, buy something for Ali dinner, thì ngay chỗ này nó bị sai là chỗ này nè, tôi đã ăn ở tại chỗ làm rồi cho nên đâu có mua cái đồ ăn nữa, cho nên ngay chỗ này mình sẽ loại câu A ngay dòng này. Còn câu B, câu B thì mình chọn rồi, câu C, eat the dinner with that Ali has made. Là ăn cái đồ ăn tối mà Ali đã làm, thì Ali đâu có thời gian làm, so I can cook dinner ngay chỗ này ha. Cho nên ngay chỗ này mình sẽ loại dòng C. Rồi ok, mình qua câu 2 ha các bạn. For sale, traditional wooden dining table and chairs, some damage to tabletop, call Mark after 7 p.m. on số điện thoại này 0873225183. Rồi, what did the seller say? Cái người bán nói gì? Ở đây nè, là mình for sale là dành để bán bàn và ghế để ăn bằng gỗ truyền thống ha. Rồi một vài cái bị hư hại ở trên cái mặt bàn, và gọi Mark sau 7 giờ tối vào cái số điện thoại này. Như vậy, người bán muốn nói gì đây? Mình sẽ dịch từng câu ha. A, the item have got a note. All in perfect condition, tức là những cái món đồ mà anh ấy có đó thì nó không có được trong điều kiện perfect condition. Câu này không có gì sai hết, mình để nguyên đó, mình chút xíu mình chọn sao. Câu B, you can contact him at him anytime you like. Bạn có thể liên hệ, liên lạc với anh ấy bất kỳ lúc nào mà bạn muốn. Câu này nó bị sai ở chỗ là chỉ có gọi cho anh ấy after 7 p.m. thôi. Còn ở đây anytime nó sẽ bị sai ha các bạn. Rồi câu C, he furniture is not made in an old fashioned style. Là những cái đồ furniture là đồ ở trong nhà của bạn á, đồ đạc ở trong nhà thì nó không có được làm in old fashioned style, thì nó bị mâu thuẫn. Cái này là một cái bộ bàn ăn và ghế mà nó là traditional, rồi thậm chí là bằng gỗ, dining table and chair. Vậy câu B và câu C mình lỗi hết. Như vậy câu A mặc dù nó không có gì sai hết, còn cái đúng của nó thì nó không có gì rõ ràng, cho nên là mình cứ chọn thôi. Cái món đồ mà anh ấy có thì nó không có được. Perfect condition là ngay chỗ nè. Some damage to tabletop là có một vài chỗ bị hư, bị hư hại ở cái mặt bàn này. Thấy không? Ngay chỗ này nó làm cho mình trả lời được câu A. Rồi mình qua câu 3 ha. This standard equipment for club member only. To hide rackets and ball for use on the court, see reception. Tức là những cái đồ thiết bị mà của chơi tennis này thì nó chỉ dành cho cái thành viên của câu lạc bộ thôi. Và để thuê cây vợt và trái banh để sử dụng ở trên sân thì bạn hãy gặp reception, là cái bộ phận tiếp tân. Như vậy qua đây câu A, you are not permitted to use this equipment unless you have club membership. Bạn sẽ không được phép sử dụng mấy cái đồ thiết bị này trừ khi bạn là thành viên của câu lạc bộ. Vậy câu này đúng rồi ha. Nó phù hợp luôn, nếu là thành viên thì bạn được phép dùng cái này dành cho thành viên nè, for club member only. Rồi câu B, câu C mình coi nó sai chỗ nào ha. Câu B là if you wish to become a member of tennis club, ask at reception. Bạn gặp reception để bạn thuê cây vợt, ngay chỗ này hai racket and ball thôi, chứ không có phải là to become a member of tennis club, người ta không có nói. Câu C, non member
must bring their own equipment to use on this court. Là cái người mà không phải thành viên thì phải mang theo mấy cái thiết bị riêng của họ, ở đây có nghĩa là vợt và bông và banh á, để sử dụng ở trên mặt sân. Trong khi đó nếu bạn không phải thành viên bạn có thể thuê mà ha. Như vậy cái ý C này nó bị sai. Rồi mình qua câu 4 ha, qua trang ha các bạn. Rồi gặp lại một cái mẫu tin nhắn điện thoại, ở đây là Olivia viết cho Eden. I'm afraid I'm unwell. I can't go to the running club today, but you should definitely go. Even though it's your first time, everyone in the group really helpful, especially if you are new. Tôi e rằng tôi không được khỏe cho nên tôi không thể đi đến câu lạc bộ chạy ngày hôm nay. Nhưng mà bạn chắc chắn nên đi. Mặc dù là you are, it's your first time, thậm chí đây là cái lần đầu tiên ha của bạn, nhưng mà mọi người ở trong cái nhóm thì thật sự rất là helpful, ở đây là giúp đỡ bạn ha, especially đặc biệt là nếu mà bạn là người mới. Như vậy A, Oliver is encouraging Eden to go running today, tức là Oliver khuyến khích Eden đi tham gia vào các buổi chạy ngày hôm nay. Đúng rồi, mặc dù không có Oliver bị bệnh ha. Còn Oliver want Eden to tell the group that she can't run today, thì cái ý mà tell the group này không có nói, không có chỗ nào thể hiện là Oliver muốn Eden vô thông báo Oliver bị bệnh hết. Còn câu C, Oliver is letting Eden know that the running group are expecting him today. Oliver thì nói cho Eden biết rằng cái nhóm chạy thì đang mong đợi anh ấy ngày hôm nay, thì cũng không có, chỉ nói là cái nhóm thì rất là helpful mọi người thôi, tức là giúp đỡ mọi người, đặc biệt bạn là người mới, chứ còn không có mong đợi bạn là người mới gì cả. Rồi qua câu số 5 ha. Rồi mình có một cái thông báo, College Art Class là cái lớp học về nghệ thuật của trường cao đẳng ha. To prepare for next lesson, find out about famous landscape painting so you can discuss them in class. We also use computer to look at picture painted outdoor to inspire us. Rồi để chuẩn bị cho cái bài học tiếp theo thì sẽ biết về những cái tranh phong cảnh nổi tiếng, những cái bức tranh phong cảnh nổi tiếng mà bạn có thể bàn thảo luận chúng ở trong lớp. Chúng ta cũng sử dụng máy tính ha để tìm kiếm, lúc khác là để nhìn hoặc tìm những cái bức tranh mà nó được tô ở ngoài trời để inspire, là truyền cảm hứng cho chúng ta. Như vậy mình sẽ câu A ở đây là student will be working outdoor during their next class sinh viên á thì sẽ làm việc ở ngoài trong suốt cái buổi học mà vẽ tiếp theo, phải không? Đâu phải đâu, vẫn thảo luận ở trong lớp mà. Ở đây không có nói là discuss them in class, you can discuss them in class. Như vậy ngay chỗ này nó sẽ bị sai nè các bạn ha. Mình sai câu A ngay chỗ này. Không có đi ra ngoài mà vẫn là thảo luận ở trong lớp thôi. Ngay chỗ này mình đánh vô là trừ A ha. Rồi tiếp theo, ở đây câu B là student must produce their next picture using painting software. Sinh viên thì phải vẽ cái bức hình tiếp theo mà phải sử dụng là cái painting software, cái phần mềm vẽ hình á. Thì ở đây cũng bị sai luôn. Mình sử dụng máy tính để làm gì các bạn? Để tìm những cái bức tranh mà ở bên ngoài để truyền cảm hứng cho mình thôi. Để cái mục đích chính là thảo luận ở trong lớp á, chứ không phải là sử dụng painting software. Ngay chỗ này nó cũng bị sai luôn. Rồi tiếp tục như vậy, còn lại câu C thôi. Ý C là đúng. A student should do some research before the next session. Sinh viên thì nên thực hiện một vài cái nghiên cứu trước cái giờ học tiếp theo, tức là để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo này. Hiểu biết về những cái bức tranh phong cảnh nổi tiếng thì chúng ta sẽ thảo luận chúng ở trong lớp. Vậy thì sinh viên ơi, tụi con hãy chuẩn bị ha. Có thể sử dụng máy tính để biết thêm. Rồi mình xong part 1 ha.